Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Smart Care. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn kết nối con robot 1S này của Xiaomi nhé. Bước đầu tiên á, giúp mình là nhấn nút nguồn và nút về dock của nó giữ trong vòng 5 giây để cho nó reset wifi lại. Rồi, sau khi reset wifi xong á, mình sẽ vào app Mi Home nha. Sau khi vào app Mi Home á, lưu ý giúp mình phải vào phần hồ sơ, xong rồi mình qua phần cài đặt. Thì ở đây á, mình coi giúp mình là phần quốc gia á, là mình phải để qua quốc gia Trung Quốc thì mới kết nối được, tại vì con này là phiên bản nội địa. Sau khi mình chuyển qua quốc gia Trung Quốc á, thì mình kiếm nó thôi. Mình ấn vào cái phần dấu cộng bên phải này nè, ấn vào thêm thiết bị. Thì đây nó sẽ hiện lên là con robot Mijia 1S nè, ấn vào kết nối. Thì đây là sẽ kết nối wifi, thì nhớ là kết nối wifi 2.4 thôi, nó không có kết nối wifi 5G được. Rồi, sau khi kết nối thành công á, thì mình chọn phòng cho nó, đây là mình chọn phòng khách nè. Tiếp tục. Rồi, cái này mình đặt tên cho robot, cái này thì mình sẽ không đặt, mình sẽ cứ để như thôi. Tiếp tục thôi. Đây, đây là màn hình khi đã kết nối thành công. Thì trước là nãy là mình có cho nó chạy để nó quét cái bản đồ sơ qua. Đây là bản đồ này, đây là bản đồ sơ qua của nó này. Đây là cái chức năng, đây là bắt đầu, sạc pin, các lực hút. Con này á thì vừa có thể vệ sinh dock với lại tự giặt giẻ, tự xé giẻ luôn, con này rất là tiện. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn là để chuyển ngôn ngữ con này qua tiếng Anh luôn nha. Thì đầu tiên á, mình nhấn vô cái nút cài đặt bên góc bên phải bên đây. Sau đó mình chọn cái phần mà More Function á, ấn vào. Sau khi đó mình chọn Select Language nè, ấn vô đó. Thì đầu tiên nó sẽ là China, cái này là mình chuyển qua language tiếng Anh rồi. Và đó là các bước để kết nối con robot Mijia 1S này. Chúc các bạn thành công. Bye bye.